Xin chào các bạn. Mời các bạn đi thăm vườn cùng với mình các bạn nhá. Hôm nay trời mát, hoa lại nở nhiều. Mấy hôm trời nắng, hoa thì héo quay héo quắt. Đúng là hoa cũng phụ thuộc vào thời tiết nhiều phải không các bạn? Đấy. Mấy hôm trước ở Hà Nội thì nhiệt độ rất là cao. Một số cây hoa ở nhà nắng quá cháy lá và khô cành hết. Ở ngoài mình trồng ngoài đất này thì cây nó vẫn phát triển. Và mấy hôm nay thời tiết nhiệt độ giảm, trời mát, hoa lại ra rất nhiều này các bạn này. Cây này vừa mới trồng trước Tết xong, bây giờ cây đã khá là to rồi, rất là nhiều nhánh, chưa cắt tỉa gì, hoa nhiều quá. Đấy là cây hồng đào, đây là cây hồng toàn là bạch ho của mình đây. Đây cây hồng này. Cây hồng này thì cũng chẳng biết tên đâu các bạn ạ. Cũng khá là nhiều hoa. Hoa thì cây to thì hoa cũng có lúc bông lớn lắm, 18 phân cơ, gần một gang tay. Lúc mua thì không biết là người bán người ta bảo hồng Thái hay là hồng tàu thì mình cũng không nhớ lắm đâu. Đấy. Những cây này thì mới trồng được khoảng 5-6 tháng. Cây thì trước Tết, cây thì sau Tết. Mình trồng ra đất cho nó nhanh lớn. Rất là nhiều nụ và hoa. Vặt cũng không kịp đâu. Mùa này thì các bạn cũng không nên để hoa mùa hè. Tại vì để cho nó tập trung nuôi cây. Hai nữa là hoa mùa này nó không được đẹp, bông nó không được to đâu các bạn ạ. Đấy này, một bông, một cành của nó 2, 4, 6 bông. 6 bông. Hoa khá nhiều nhưng mà mình thường xuyên vặt bỏ để cho cây nó phát triển. Mùa hè này cho nó tập trung phát triển để hoa nó không đẹp. Để đến mùa đông tháng 8, tháng 9 âm trở đi thì các bạn để hoa nó sẽ nhiều và nó đẹp hơn. Đấy, rất là nhiều hoa và nhiều nụ. Vặt mãi nó vẫn ra nhiều. Cây này là cây hồng đào. Mùa đông thì hoa to, mùa này hoa bé tí, nhỏ. Mấy hôm nay nó còn trời mát, nó còn bông nó còn đẹp đẹp chút. Mấy hôm trước trời nóng thì hoa nhỏ lắm. Đấy, cây này khá to này. Mới trồng được trước Tết cây này. Giờ cây nó đã lớn rồi. Khá là lớn ấy. Đường kính nó phải hàng mét ấy. Đấy, mình có trồng thêm rất là nhiều hoa giấy. Rất nhiều hoa giấy này. Các bạn mà có điều kiện thì hãy đến thăm vườn của mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Có lẽ là video của mình dừng ở đây. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh S Garden thì hãy nhấn vào nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của kênh. Hẹn gặp lại các bạn.